Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vụ kiện công ty Formosa của gần 8.000 người Việt Nam đang ở bước then chốt. Vụ các nạn nhân của Việt Nam kiện công ty Formosa vì gây ra thảm họa môi trường vào hồi năm 2016 hiện đang ở thời điểm mang tính quyết định. Vào hôm 17 tháng 1 năm 2022, Liên minh giám sát Formosa tổ chức một cuộc họp báo tại thủ đô Đài Bắc ở Đài Loan. Đây là một cuộc nhóm các tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ các nạn nhân của thảm họa môi trường do công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra ở các tỉnh miền Trung Việt Nam vào hồi năm 2016. Trong cuộc họp báo, liên minh này kêu gọi Tòa án Tối cao Đài Loan xem xét lại việc yêu cầu bên nguyên đơn phải công chứng giấy ủy quyền cho luật sư, văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc ở Hà Nội, do lo ngại tình trạng vi phạm nhân quyền ở quốc gia độc đảng này. Đây là hình ảnh người dân Hà Nội biểu tình phản đối công ty Formosa xả thải làm ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam vào hôm 1 tháng 5 năm 2016. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Văn phòng Trợ giúp Công dân và Di dân Việt Nam tại Đài Loan cho biết thêm về thông tin về sự việc như sau. Lý do chúng tôi kêu gọi điều đó là bởi đây là một yêu cầu gây ra nguy hiểm cho nguyên đơn. Rất nhiều phần trăm, tôi có thể nói là khoảng từ 90 đến 95% những người đến văn phòng kinh tế văn hóa Đài Loan tại Việt Nam mà công chứng thì sẽ bị sách nhiễu, bị bắt, bị điều tra và có thể bị giam tù. Trước đó đã có sự việc như vậy xảy ra rồi. Cho nên chúng tôi kêu gọi Tòa án Tối cao Đài Loan có cách nhìn khoan dung về cái việc ủy quyền này để tạo cho các nguyên đơn là những người bị hại có cơ hội được thừa kiện và được xét xử tại Đài Loan. Vào năm 2019, 3 năm sau thảm họa, khoảng 8.000 người dân Việt Nam sống ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự việc đã đệ đơn kiện nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh tại Tòa án Đài Loan. Sau 2 lần bị tòa án các cấp bác đơn, vào tháng 12 năm 2021, Tối cao Pháp viện Đài Loan ra phán quyết hủy quyết định bác đơn của tòa thượng thẩm và cho yêu cầu xét lại đơn kiện của các nạn nhân Việt Nam. Tuy nhiên, hiện vụ việc đang đối mặt với thách thức mới mang tính quyết định đối với toàn bộ nỗ lực theo đuổi vụ kiện. Khi Tòa án Tối cao yêu cầu hàng ngàn nguyên đơn ở Việt Nam phải công chứng giấy ủy quyền tại Sở Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, tương đương với Đại sứ quán của Đài Loan. Khi mà các nguyên đơn đi công chứng tại Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Loan tại Việt Nam, thì trước hết phải công chứng cái hồ sơ đó tại thôn, tại xã đã. Xong thì phải đưa ra Bộ Ngoại giao Việt Nam công chứng, rồi sau đó mới đưa đến Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam để công chứng. Đây là hình ảnh người Việt Nam tại Đài Loan biểu tình ủng hộ hàng ngàn ngư dân Việt Nam kiện Formosa ra công tố viện ở Bắc Đài Loan, ở Đài Bắc. Thành thử ra khi đưa ra một cái điều kiện như vậy thì có nghĩa là gì? Là một cái chuyện không thể thực hiện được. Và tôi nghĩ đây là cái yếu tố chính trị đã can dự vào quyết định của Tòa án Tối cao của Đài Loan. Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng đã nói thêm như vậy. Cũng theo vị cố vấn cho Hội đồng Công lý cho nạn nhân Formosa, thì nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa gây ra vào hồi năm 2016 đã bị chính quyền sách nhiễu và đàn áp trong thời gian qua khi lên tiếng đòi hỏi quyền lợi. Do vậy, việc phải đi công chứng giấy ủy quyền ở các cơ quan nhà nước sẽ khiến họ bị lộ diện và đối mặt với việc bị đàn áp. Ngay tại cuộc họp báo, Liên minh giám sát Formosa cùng nhau đã hô khẩu hiệu như sau: hành trình công chứng ở Việt Nam là vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi đề nghị Tòa án Tối cao đặt tính mạng nguyên đơn lên hàng đầu. Chúng tôi yêu cầu Tòa án Tối cao xem xét nghiêm túc tình hình nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam. Ông Cô Hùng Yu, luật sư đại diện cho phía nguyên đơn, cũng cho biết hậu quả nếu công việc công chứng giấy ủy quyền không thể diễn ra như sau: nếu chúng ta không thể thực hiện việc công chứng thì điều đó có nghĩa rằng bên nguyên đơn không thể ủy quyền cho luật sư để đại diện cho họ trước tòa, và như vậy thì vụ kiện sẽ không thể được tiến hành. Công ty thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vào hồi năm 2016 đã gây ra thảm họa môi trường cho các tỉnh miền Trung, nhận lỗi và đồng ý đền bù 500 triệu đô la Mỹ thông qua nhà nước Việt Nam để bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của thảm họa này. Đây là hình ảnh lãnh đạo Formosa cúi đầu xin lỗi người dân Việt Nam hồi tháng 6 năm 2016. Hàng trăm người dân ở Nghệ An nhiều lần đến tòa án Vũng Áng, Hà Tĩnh để nộp đơn kiện công ty này
do không nhận được đền bù thỏa đáng, nhưng đã bị chính quyền ngăn chặn và nhiều người thì đã bị công an côn đồ đánh đập dã man. Anh Nguyễn Văn Hóa, một phóng viên của Đài Á Châu Tự Do, khi ghi hình các sự kiện này đã bị bắt giữ và bị kết án tới 7 năm tù giam. Vào mùng 9 tháng 4 năm 2021, Tòa Thượng Thẩm ở Đài Loan đã ra phán quyết rằng hành vi xả thải trái phép của vị đơn là công ty cổ phần thép Formosa Hà Tĩnh đã xâm phạm quyền làm việc, quyền sức khỏe của người khởi kiện và quyền sống trong một gia đình của nguyên đơn. Phán quyết này dựa theo báo cáo của Chính phủ Việt Nam công bố vào năm 2016 xác định công ty Formosa đã xả nước có thải chứa chất độc hại như phenol và cyanua ra biển. Phán quyết nêu trên của 13 công ty bị đơn sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới và bồi thường cho các nguyên đơn. Đây là hình ảnh cá chết hàng loạt trên bãi biển miền Trung vào hồi năm 2016 do Formosa xả thải trực tiếp ra biển. Các bị đơn sẽ phải ngay lập tức ngừng các hoạt động gây ô nhiễm, áp dụng các biện pháp cần thiết để loại bỏ ô nhiễm và áp dụng các biện pháp khắc phục để sửa chữa và cải thiện môi trường. Phán quyết cũng giải thích rằng bản án trước đây của tòa là không đúng khi đưa ra phán quyết rằng các nguyên đơn phải về nơi cư trú, tức là trong trường hợp này là trở về Việt Nam để khiếu kiện. Quy chế quản lý của Đài Loan là đạo luật điều chỉnh các việc lựa chọn trong các vấn đề dân sự có yếu tố nước ngoài, không quy định rõ ràng về cách phân bổ thẩm quyền xét xử vụ việc có yếu tố nước ngoài. Theo bà Nancy Bùi, Phó Chủ tịch của Hội Công lý cho nạn nhân Formosa, dù phán quyết mới nhất của Tòa Thượng Thẩm có lợi cho các nạn nhân, bản án này chưa giải quyết được thỏa đáng các vấn đề bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, cũng như yêu cầu Formosa phải xử lý ô nhiễm môi trường. Vậy nên hiệp hội này tiếp tục kháng án vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Bà nói, nhìn chung, đây là một thắng lợi cho 7.875 nguyên đơn, vì Tòa án Đài Loan đã công nhận quyền tố tụng của các nạn nhân của thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam tại Đài Loan. Tuy nhiên, thắng lợi này chưa thỏa đáng vì tổng số 18 công ty và 4 tổng giám đốc, tức là 24 bị đơn, tòa mới chỉ phán quyết được có 13 đơn phải chịu trách nhiệm, còn 11 bị đơn khác thì không. Đây là hình ảnh người dân Việt Nam ở Đài Loan biểu tình phản đối công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường ở biển Việt Nam tại Đài Bắc vào hôm 16 tháng 6 năm 2017. Một vấn đề khác nữa là những phán quyết của tòa về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân và cải tạo môi trường chưa rõ ràng và thỏa đáng. Do đó, các luật sư của nguyên đơn đã có cuộc họp với nhóm 5 tổ hợp luật sư bao gồm các tổ hợp tại Đài Loan, 2 tổ hợp tại Hoa Kỳ và 1 tổ hợp tại Canada và đưa ra quyết định kháng án. Hàng trăm người ở tỉnh Nghệ An, tỉnh không có tên trong danh sách bị hưởng trực tiếp bởi Formosa, đã nhiều lần đến tòa án Vũng Án, Hà Tĩnh để nộp đơn kiện công ty này do không được nhận đền bù thỏa đáng. Nhưng sự việc không đưa đến đâu, ngược lại, nhà cầm quyền Việt Nam còn đánh đập và cho công an bắt họ. Vào tháng 6 năm 2019, Hiệp hội tại Đài Loan cũng thay mặt cho 7.875 nạn nhân tại Việt Nam nộp đơn kiện công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh lên tòa án Đài Bắc, Đài Loan. Vào tháng 3 năm 2020, Tòa Thượng Thẩm Đài Loan ra phán quyết bác bỏ vụ kiện của các nạn nhân Việt Nam và cho rằng tòa án nước này không có thẩm quyền xét xử và đề nghị chuyển vụ kiện về Việt Nam. Hiệp hội tại Đài Loan đã quyết định kháng án. Và đến ngày 18 tháng 11 năm 2020, tối cao pháp viện Đài Loan ra một bản án dài 3 trang hủy bỏ bản án liên quan đến vụ kiện công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường ở biển Việt Nam của Tòa Thượng Thẩm và yêu cầu cấp tòa này phải đưa ra phán quyết mới. Kính mời các bạn xem bản tin dỗ cụ Lê Đình Kình nghĩ về vòng xoáy tội ác, vòng xoáy đau thương. Nhiều người vẫn còn nhớ câu chuyện lịch sử về bà Cát Hạnh Long dốc hết tiền và vàng bạc tích trữ ra cả dòng họ để tặng và biếu không cho chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi sau đó đã bị Cộng sản Việt Nam giết hại một cách man dợ. Không những thế, còn bị vu khống bởi cây bút CB, tức là bút danh của ông Hồ Chí Minh. Nay lại có câu chuyện của gia đình cụ Lê Đình Kình, 65 tuổi đảng ở xã Đồng Tâm, cũng đã bị giết hại dã man và tuyên án tử hình cả hai người con với sự tô vẽ của hàng trăm cây bút máu đấu tố cả làng Đồng Tâm. Chuyện không khác gì với vụ án bà Cát Hạnh Long của năm xưa. Nhà văn Phạm Đình Trọng đã so sánh hai vụ án lịch sử này trong bài viết có tựa đề Dỗ cụ Lê Đình Kình
nghĩ về vòng xoáy tội ác, vòng xoáy đau thương. Ra đời từ nạn đói năm 1945, không một hạt gạo, không một xu dính túi, nhà nước Cộng sản của Hồ Chí Minh được người đàn bà quá bụa Nguyễn Thị Năm, là chủ doanh nghiệp Cát Hạnh Long, đã mở lượng hải hà nghiên nhà, nghiêng cửa, dốc của cải, tiền bạc, cả đời tần tảo, nhạy bén kinh doanh, tích lũy của mẹ quá con côi ra nuôi nấng, chăm bẵm từ người đứng đầu nhà nước Cộng sản cho tới người lính để nhà nước Cộng sản làm cuộc kháng chiến chống Pháp, giữ chính quyền. Đây là hình ảnh bà Cát Hạnh Long, tức là doanh nhân Nguyễn Thị Năm, người đã góp nhiều tiền của cho chính quyền của Cộng sản non trẻ, sau đó đã bị đấu tố và xử bắn trong cải cách ruộng đất vào năm 1954. Nuôi chính phủ, nuôi quân, nuôi cả cuộc kháng chiến đầu tiên của nhà nước Cộng sản. Khi chính quyền Cộng sản được củng cố vững mạnh, nhà nước Cộng sản liền vu cho người đàn bà nuôi nhà nước Cộng sản từ thuở trứng nước là địa chủ, lôi người đàn bà ân nhân, lôi người đàn bà là thánh sống cứu sinh của chính quyền Cộng sản ra bắn chết. Vào ngày 9 tháng 7 năm 1953, tiếng súng tội ác của nhà nước Cộng sản đã bắn chết người đàn bà tài năng, giỏi làm giàu chính đáng và rộng lớn lòng yêu thương, yêu nước, thương nòi, bà Nguyễn Thị Năm đã bị giết hại như vậy. Người dân đều biết CB là bút danh quen thuộc của ông Hồ Chí Minh trong nhiều bài viết đăng trên tờ báo Đảng. 12 ngày sau khi bắn bà Cát Hạnh Long, Nguyễn Thị Năm, vào ngày 21 tháng 7 năm 1953, trên báo Đảng lại có bài viết của CB rằng địa chủ ác ghê bịa đặt vu khống cho người đàn bà tài hiền, lòng Phật những tội do bộ máy vu khống chuyên nghiệp của Đảng tạo ra. Địa chủ ác ghê là những ngụm máu phun vào người đàn bà có tấm lòng Phật Nguyễn Thị Năm. Bài báo này viết rằng mụ địa chủ Cát Hạnh Long cùng với hai đứa con và mấy tên lâu la đã giết chết 14 nông dân, tra tấn đánh đập hàng chục nông dân nay còn tàn tật, làm chết 32 gia đình gồm có 200 người vào năm 1944. Chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người. Đây là hình ảnh bài báo Địa chủ ác ghê của tác giả CB kể tội bà Cát Hạnh Long. Sau đọc lại lịch sử Đảng mới biết CB chính là bút danh của ông Hồ Chí Minh. Rồi thì chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân vào năm 1945. Chúng đưa 65 nông dân bị đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói, bắt làm nhiều, ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hàng. Vào năm 1944-1945, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức, lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng. Thế là ba mẹ con địa chủ Cát Hạnh Long đã trực tiếp, gián tiếp, giết chết ngon nghét 260 đồng bào. Còn những cảnh chúng tra tấn, nông dân, thiếu tô, thiếu nợ thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Ví dụ, trời rét chúng bắt nông dân cởi trần rồi dội nước lạnh vào người, hoặc bắt họ đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước giỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đầu buốt, tận óc, tận ruột. Rồi thì chúng trói chặt nông dân treo lên xà nhà, kéo lên xuống. Rồi thì chúng đánh gãy răng, hộc máu mồm, bơm nước vào bụng rồi dẫm lên bụng cho hộc nước ra, vân vân. Địa chủ ác ghê chính là sự vu khống vô cùng đê tiện, hèn hạ, giọng điệu của đám dư luận viên hạ đẳng ngày nay. Đây là hình ảnh ông Hồ Chí Minh chấm nước mắt bày tỏ lòng hối hận trước nhân dân vì những cái chết oan uổng trong cải cách ruộng đất năm 1954. Bên cạnh là mộ bà Nguyễn Thị Năm, hiện vẫn còn ở Nghĩa Trang, Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cùng giai đoạn ấy, anh thanh niên nông dân Lê Đình Kình đang hái nhập ngũ, cầm súng đi vào cuộc nội chiến, rồi sau đó người lính xuất ngũ Lê Đình Kình liền được trao trách nhiệm cho làm màu xanh cánh đồng, lo cho cuộc sống người dân của xã. Lần lượt đảng viên Lê Đình Kình gánh vác như chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp toàn xã Đồng Tâm, trưởng công an xã, rồi là chủ tịch ủy ban nhân dân xã, rồi bí thư đảng ủy xã. Sau gần suốt cuộc đời gắn bó máu thịt với mảnh đất Đồng Tâm, trí nhớ minh mẫn và bản năng nhà nước về mảnh đất Đồng Tâm có đầy đủ trong tay, lão nông Lê Đình Kình thuộc địa phả Đồng Tâm như gia phả nhà mình.
tới năm 1961, Đồng Tâm phải cắt 300 hecta trong tổng số 406,3 hecta đất cánh đồng xanh cho quân đội làm trường bắn của sư đoàn 308, nên là trường bắn quốc gia Miếu Môn. Vào năm 1981, sân bay dã chiến Miếu Môn đã được quy hoạch, 47,3 hecta đất đồng xanh lại nằm trong 208 hecta đất sân bay Miếu Môn. Một lần nữa, Đồng Tâm lại phải cắt đất đồng xanh giao cho Bộ Quốc phòng. Dân Đồng Tâm chỉ còn vẹn vẹn có 59 hecta đất tây đồng xanh. Cho đến nay, không có bất cứ một văn bản hợp pháp nào của nhà nước thu hồi 59 hecta đất tây ở đồng xanh của dân Đồng Tâm. Nhưng lòng tham của tư bản hoang dã đã mang tên doanh nghiệp quân đội Việt Theo đã nhòm ngó mảnh đất tây đồng xanh, thì dân Đồng Tâm đã phải mất đất tây đồng xanh mà thôi. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình tại cánh đồng xanh đang giải thích về nguồn gốc đất với đoàn cán bộ lãnh đạo quân đội. Lão nông đảng viên Lê Đình Kình quyết giữ chính đáng 59 hecta đất tây đồng xanh cho người dân Đồng Tâm đã phải đối đầu với sức mạnh của đồng tiền của tư bản hoang dã, đối đầu với sức mạnh chính trị của lực lượng vũ trang của đảng, đối đầu với sức mạnh bạo lực nhà nước chuyên chính vô sản, và người nông dân giữ đất chính đáng Lê Đình Kình đã phải nhận cái chết rùng rợn, man rợ hơn cả cái chết đau đớn của bà Thánh Nguyễn Thị Năm. Bà Thánh Nguyễn Thị Năm bị tòa án Bần Cố Nông tuyên án tử hình và bị đội du kích xã xử bắn ban ngày trong cánh rừng chiến khu Việt Bắc. Không có bản án nào buộc tội công dân Lê Đình Kình, không có hình thức kỷ luật nào kết tội đảng viên Lê Đình Kình. Đang là công dân lương thiện, đang là đảng viên trong sạch, giữa đêm bình yên rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, đúng ngày rằm tháng chạp Kỷ Hợi, ông lão nông Lê Đình Kình bị cả một trung đoàn cảnh sát cơ động với xe bọc thép, súng lớn, xe vũ khí điện tử với 3.000 quân tinh nhuệ vây kín quanh nhà, và đội đặc nhiệm cảnh sát còn đảng còn mình coi dân có tiếng nói khác biệt với đảng là thù địch, sôi sục sắt máu phá cửa xông vào tận giường ngủ, kề súng vào sát đầu sát ngực dân để xả đạn. Công dân lương thiện, đảng viên trong sạch Lê Đình Kình không những bị bắn vỡ sọ, thủng ngực, toác đầu gối, mà còn bị mang xác đi phanh thây từ cổ tới tận vùng bụng. Chỉ những kẻ lòng dạ thú, không còn một chút tính máu người mới hành xử với con người, với đồng loại, dã man đến như vậy. Đây là hình ảnh hai con trai ông Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức đều bị tuyên án tử hình. Giết bà Thánh Cát Hạnh Long Nguyễn Thị Năm rồi thì CB là bút danh của ông Hồ Chí Minh, viết trên tờ báo đảng của ông vu khống người đàn bà Mở Lượng Hải Hà nuôi nấng đảng Cộng sản thành địa chủ giết người. Tung cả một trung đoàn công an tinh nhuệ trong đêm đánh úp thôn Hoành bé nhỏ Bình Yên, tung lực lượng đặc nhiệm phá cửa xông vào tận giường ngủ, bắn nát tim vỡ sọ đảng viên lão thành cách mạng 59 năm tuổi đảng, rồi tướng phát ngôn của Bộ Công an Tô Ân Sô lên báo vu khống cho công dân lương thiện đảng viên trong sạch Lê Đình Kình là địa chủ cường hào mới. Tướng Sô đã đâm đặt như sau: sự nổi lên của đối tượng cầm đầu, nhất là ông Lê Đình Kình, trong bối cảnh dòng họ Lê Đình có ảnh hưởng lớn tại thôn Hoành, có khả năng chi phối tác động đến kết quả bầu cử ở cơ sở, là một loại cường hào địa chủ mới. Địa chủ thì phải làm chủ nhiều đất hơn người dân trong làng xã, cường hào thì phải có sức mạnh quyền uy và sức mạnh bạo lực đàn áp, khống chế người khác. Nhưng đảng viên Lê Đình Kình chỉ còn lòng tin ngây thơ son sắt vào đảng của ông và tình yêu máu thịt với con người và mảnh đất ở Đồng Tâm. Từ đội du kích thi hành bản án tử hình xử bắn bà Thánh Nguyễn Thị Năm giữa ban ngày trong cánh rừng vắng, đến đội đặc nhiệm cảnh sát trong đội hình trung đoàn cảnh sát cơ động giữa đêm xông vào tận giường ngủ, hành quyết không cần có bản án, xả súng giết rồi phanh thây công dân thánh thiện, đảng viên trong sạch Lê Đình Kình, đã tạo ra vòng xoáy tội ác ngày càng ghê tởm. Tội ác đã được đẩy lên cao tới tận cùng của sự man dợ.